Xin chào tất cả mọi người. Mọi người có biết là Phước Sửu đang đứng tại đâu không? Một cái dự án rất là đẹp tại Đức Hòa, Long An. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ cùng với mọi người khám phá một cái dự án rất là đặc biệt, vị trí rất là đẹp. Bao quanh của cái dự án là một khu công nghiệp rất là rộng lớn và với rất là nhiều loại diện tích. Và sau này dự kiến là chủ đầu tư sẽ là bàn giao sổ hồng đất từng lô riêng biệt cho khách hàng với tổng quy mô lên đến 50 hectare. Và hôm nay Phước Sửu sẽ cùng với mọi người bay và lấy cam nè, khám phá về thông tin dự án Dragon Bird thuộc Đức Hòa, Long An, một vị trí rất là đẹp. Sau đây Phước Sửu xin mời mọi người cùng với Ngọc Minh khám phá thêm, chọn cho mình những cái vị trí nền đẹp tại cái dự án ngay trong cái đợt đầu mở bán này nhé. Dragon Pearl, dự án sở hữu vị trí vàng của một bất động sản đáng mơ ước với tiêu chí nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ. Trong đó, với địa thế phong thủy tuyệt đẹp mang đến tài lộc và may mắn, dự án với bốn mặt giáp sông và kênh rạch kiến tạo một không gian sinh thái hài hòa với thiên nhiên. Đồng thời, dự án cũng sở hữu mạng lưới giao thông thuận tiện, dễ dàng kết nối với các tiện ích khác trong khu vực. Dự án thuộc xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, liên kề các cụm khu công nghiệp lớn như là khu công nghiệp An Hạ, công nghiệp Đức Hòa 1, 2, 3, khu công nghiệp Xuyên Á. Từ vị trí dự án có thể di chuyển dễ dàng về trung tâm thành phố, chỉ mất khoảng 40 phút di chuyển thông qua tuyến đường huyết mạch Nguyễn Văn Bứa. Dự án Dragon Pearl cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 20 km nên chỉ mất 10 đến 25 phút để di chuyển vào trung tâm quận 1, sân bay Tân Sơn Nhất, chợ Bến Thành, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, công viên nước Đầm Sen, Aeon Tân Phú hay bến xe miền Tây. Và từ dự án dễ dàng di chuyển đến các trường cấp 1, 2, 3, Đại học Quốc tế Tân Tạo, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Từ dự án thuận tiện kết nối với các tuyến đường huyết mạch về các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Và trong video lần này, hãy cùng Bất Động Sản Tiềm Năng chúng tôi khám phá về tiện ích của dự án này nhé. Về tiện ích, Dragon Pearl là một trong những dự án sở hữu chuỗi tiện ích đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống dành cho cư dân, với phần lớn diện tích dự án chú trọng vào mảng xanh thiên nhiên. Khu đô thị Dragon Pearl dành đến khoảng 170.000m2, chiếm 35,16% diện tích toàn khu, để bố trí cây xanh, mặt nước và tiểu cảnh dọc khắp dự án. Cụm tiện ích trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí và shop house hầm ớt tại khu dân cư, Dragon Pearl sẽ mang đến trải nghiệm mua sắm thú vị dành cho tất cả cư dân. Mọi cư dân Dragon Pearl sẽ an tâm hơn trong việc học tập của con em khi dự án tích hợp đầy đủ các bậc học từ mầm non đến cấp 3. Các khu vực thể thao bao gồm cả sân bóng đá, bóng chuyền, hồ bơi giúp cư dân rèn luyện sức khỏe sẽ được bố trí trải dài và khoa học ở các phân khu của dự án. Trong quy hoạch tổng thể dự án có những lối đi riêng dành cho cư dân, có bãi xe riêng, khu vực ngồi chờ và dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động không gian ngoài trời. Ngoài ra, giá trị của hệ thống kênh rạch tạo sự đối lưu không khí cho toàn thể dự án, tạo nên không gian sống hoàn hảo để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bên gia đình với những người thân yêu. Và không chỉ dừng lại ở những tiện ích đẳng cấp, dự án còn được chú trọng đặc biệt đến điều kiện vui chơi và học tập của cư dân nhí. Chủ đầu tư đã dành ra một phần diện tích rất lớn xây dựng các công trình giáo dục, trong đó bao gồm trường mầm non, trường trung học cơ sở cấp 1-2 với cơ sở vật chất hiện đại và sân chơi rộng rãi. Ngoài ra, các tiện ích nội khu còn được phân làm các phân khu như là khu vực bãi biển The Lounge, bao gồm nhà hàng, coffee, spa, hồ nước mặn, khu vực thưởng trà hay là khu quảng trường gồm có khu tổ chức sự kiện tiệc cưới, khu tập yoga, khu vui chơi trẻ em với nhà trên cây, khu vực đài phun nước, phòng tập gym, khu vực đọc sách, khu thác nước, đường tản bộ, khu vực tắm nắng, hồ bơi tràn rộng nhất khu vực, hồ bơi trẻ em, quảng trường nhạc nước, quảng trường tổ chức sự kiện ngoài trời. Đối với tiện ích ngoại khu, với địa thế vô cùng thuận lợi của mình, Dragon Pearl Long An được hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích ngoại khu ở các vùng lân cận với hệ thống kết nối giao thông thuận tiện. Cư dân sống tại Dragon Pearl vô cùng thuận tiện trong việc di chuyển đến các tiện ích công cộng và công trình thể thao văn hóa xã hội của tỉnh như là các bến xe miền Tây, Aeon Tân Phú, 10 phút di chuyển bằng xe gắn máy hoặc xe buýt, các Đầm Sen, sân bay Tân Sơn Nhất, chợ Bến Thành, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, 20 phút di chuyển bằng xe gắn máy hoặc xe buýt, và các Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Trường Đại học Quốc tế Tân Tạo, Bưu điện Khu công nghiệp Hạnh Phúc, 5 phút di chuyển bằng xe gắn máy.
Với những tiện ích như vậy, Dragon Pearl cung cấp được mọi giá trị sống như mong muốn của quý cư dân, giúp cư dân được tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn, từ đó nâng cao tinh thần đời sống, tạo nên nhiều giá trị và kiến tạo môi trường sống tốt đẹp.